Tiếp theo là một số thông tin thị trường. Phục vụ nhu cầu của người dân, dịp này nhiều cửa hàng siêu thị điện máy cũng tung ra nhiều khuyến mãi để kích cầu tiêu dùng. Các mặt hàng như nồi cơm điện, ấm đun nước, quạt điều hòa đều được khuyến mãi giảm giá từ 30 đến 40%. Các mặt hàng này chủ yếu được sản xuất trong nước với đa dạng mẫu mã và nhiều tính năng cải tiến. Nhiều mẫu Smart TV của những thương hiệu lớn như Samsung, LG, Sony ở phân khúc bình dân từ 55 inch đến 60 inch cũng được nhiều người quan tâm với mức giá dao động từ 20 đến trên 30 triệu đồng. Theo khuyến cáo, trước khi mua TV, khách hàng nên tham khảo giá sản phẩm tại nhiều hệ thống siêu thị, cửa hàng khác nhau, tránh trường hợp khuyến mãi ảo. Nhờ những ưu điểm nổi bật từ khả năng chiếu sáng đến độ bền, bóng đèn LED đang ngày càng được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Cụ thể, giá của các loại bóng đèn LED tùy thuộc công suất và nhà sản xuất, mức giá dao động từ 100 đến 200 ngàn đồng một bóng. Lựa chọn dây điện chính hãng là điều tiên quyết cho việc đảm bảo an toàn và sử dụng các thiết bị điện. Các loại dây điện sản xuất trong nước có giá từ vài nghìn cho đến vài chục nghìn đồng một mét, tùy loại và tùy công suất sử dụng.